Ngày hôm nay tụi mình sẽ thực hiện một thử thách do bạn Vi Lê đặt ra, đó là chơi trò upgrade trong game Play Together. Trò chơi này sẽ có Bon và Ni thi đấu với nhau. Ai vượt qua tất cả thử thách trong game và tới vòng thứ 200 sớm nhất sẽ là người giành chiến thắng và nhận được phần thưởng là 1.000.000 đồng. Hiện tại chỉ có 23% những bạn đang xem video clip này đã nhấn vào nút đăng ký. Nên trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký cũng như cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới các bạn nhé. Ok, còn bây giờ thì xem video thôi. Ok các bạn ơi, và bây giờ mình để Bon và Ni sẽ thực hiện thử thách nha. Hiện tại là Bon nó sẽ chơi bằng điện thoại của mình và Ni chơi bằng điện thoại của Sunny. Thì bây giờ tụi mình sẽ vào một cái game. Đây, game trong bản cập nhật mới nha mọi người. Đây, vô đây. Các bạn dự đoán coi Bon là người chiến thắng hay là Ni là người chiến thắng và nhận được phần thưởng 1.000.000 đồng. Hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nha. Bạn nào ủng hộ team Ni hãy để lại hashtag team Ni. Bạn nào ủng hộ team Bon hãy để lại hashtag team Bon. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào game thôi mấy bạn. Ok, và bây giờ mình chuẩn bị bấm đồng hồ để mọi người bắt đầu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Thời gian trôi qua. Để coi Ni và Bon ai sẽ là người tới đích đầu tiên nha mấy bạn. 1.000.000 đồng. Hiện tại là Bon đang qua được 3 chặng, 4 chặng rồi. Còn bây giờ Ni, Ni mới 3 chặng nè, Ni còn chặng sau lưng mấy bạn à. Cố lên Ni ơi, cố lên. Trời ơi, Ni đang rất là có kinh nghiệm điêu luyện. Nhưng mà Bon đang chạy trước. Đụng vô màu trắng là chết cái màn này. Rồi, Bon vẫn đang tiếp tục dẫn đầu mấy bạn à. Cái màn này là đụng vô cái màu đỏ là xác định. Ôi, Ni nó ngã ngựa rồi mấy bạn à. Rồi, ui, trời ơi. Bon nó đội cái con ngựa trên đầu á, cái con ngựa trên đầu á, nên hả cảm giác là dễ té hơn. Ôi, Ni lên màn thứ 8 rồi bạn ơi. Ghê vậy, ghê đi, đỉnh vậy. Ni đứng lại chọc quên Bon đây. Thôi chạy đi. Ni chạy vẫn chạy về. Ôi, đã 2 phút trôi qua rồi bạn ơi, 2 phút 36 giây. Và Ni đang dẫn đầu nha các bạn. Hiện tại là Ni đang cách biệt Bon có một mạng à. Ôi, té. Ôi, ghê. Ni di chuyển điêu luyện quá mấy bạn. Ok, hiện tại là Bon đang vòng thứ 15 rồi. Ni đang vòng thứ 18, Ni dẫn trước Bon 3 mạng. 19 rồi. 19 luôn, ghê vậy. Không chờ anh Bon. Quay lại nhìn Bon thử coi. Mình chi? Hai người đang rất là trai hát với bạn nè. Đã 3 phút trôi qua và Ni đang dẫn đầu với bạn nè. Té hoài vậy Bon. Đâu có đâu, ủi xeo quá. Cố lên. Cũng lười đấy. Đó, màn này là chị đứng ở trên cái miếng màu tím đậm thôi. Tím nhạt là rớt xuống là bị thua. 3 phút 38 giây rồi bạn. Ni nhận được cái rương đầu tiên rồi. Quá nhanh, Ni vòng thứ 25 rồi các bạn. Nó sẽ có cái lửa. Ủa, là sao? Té hoài luôn men. Sao cảm giác hôm nay bây giờ thế nào? Game dễ không? Game rất dễ. Nó hay không? Nó dễ rất, rất dễ rớt. Ni kêu rất là dễ các bạn, có điều dễ rớt. Ồ, vòng thứ 30 rồi. Ghê. Xịn gió. Trời, nhân vật mà chạy quá nhanh luôn. Nó chỉ nhảy được cái màu trắng thôi. Không đủ nhảy như nè. Nhảy không được. Nào quay được. Cái gì cũng quay được vậy? Hay là do trang phục đấy? Không phải do trang phục đâu. Trang phục gì? Đó là gì hả ba? Đó là gì hả ba? Thôi đừng có chơi ăn gian như vậy Bon. Ăn gian quá. Đây, để thử cho. Trời, Bon kêu chỗ này game bị lắc nhảy qua không được. Mình nhảy. Nè, nhảy qua cái hộp nè. Tại em chỉnh góc nhìn nó khó nhìn á nè. Em có pass đi. Ni hiện tại là vòng 42 rồi bạn à. Và Bon mới vòng 31 mà. Em thua Ni tới 9 vòng luôn á Bon. Cố lên. Ni đợi anh Bon tí Ni ơi. Không. Con gà quá. Chấp anh Bon đây. Anh Bon quá. Giờ hả em nói chuyện em đứng chờ nửa tiếng anh Bon cũng chưa lên được nữa Ni à. Anh Bon lên nhanh lắm. Bon bắt cua ghê á. Ni đang rất là sợ các bạn à.
quyết tâm lấy 1 triệu đồng. Chọn này khó lắm. Cái này giống như một cái cây laser. Xong rồi, đây bị dướng lại vòng 54 rồi Bon à. Đúng rồi. Ghê ghê, qua màn 54 luôn. Đỉnh. Lỡ đi ngang qua cái màu và đỏ là xác định. Nhảy qua. Nhảy qua, nhảy qua. Ui. Chơi game này nhiều vương miện hơn game kia. Đúng rồi. À, nãy đi kệ ở dòng này nè. Minh nhân. Nãy cũng bắt. Vô. Bên qua dòng 55 rồi. Khoảng cách của Bon đang rất là gần đi các bạn ạ. Không, đứng đợi cái lại lên liền à. Rút ngắn quá. 12 phút trôi qua. Hiện tại là được 1/3 chặng đường. Ôi, Bon màn 67, Ni màn 69. Hai người cách nhau chỉ có 2 màn thôi các bạn. Cố lên, cố lên, cố lên. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy lên. Màn 76 rồi. Nhảy quá xịn. Ui, à, màn này dễ nè. Chỉ cần đứng một góc ở bên trái hoặc phải là các bạn có thể qua. Còn cái này là không được chạm vô vạch đỏ. Có những trái bóng. Rồi xong, qua luôn. Ồ, cái này nhìn ảo nha. Nhảy chi, đợi từ từ ta nhảy. Chết rồi, trời đây biến rồi. Ủa, ảo vậy? Này, này bắt đầu bỏ rối rồi các bạn à. Bỏ rối ở màn thứ 84. Bom tay máy rồi. Bon mới bảy mấy à. Ồ, giỏi. À, thì ra là nhảy xéo xéo. Ok các bạn ơi, hiện tại là đã 17 phút trôi qua. Và Ni đang có mặt ở màn 91. Bon đang có mặt ở màn 85. Ok. Ở không ăn. Em chê điện thoại anh à. Đúng rồi. Nhảy qua man, nhảy qua. Không được bro. Ui. 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 Rồi. Ni sắp tới màn 100 rồi các bạn à. Gần nửa chặng đường rồi. Ui. Các bạn biết mình nhìn cái game này mình nhớ lại gì không? Nhớ lại hồi đó mình chơi Roblox á các bạn. Thì có những cái màn y chang vậy luôn. Thì mình thấy là trong cái game Play Together này thường là lấy rất là nhiều game ở trên mạng và bỏ vô những cái mini game nhỏ nhỏ như thế này. Bạn nào thấy giống cùng ý kiến với mình thì comment bên dưới cho mình biết nha. Okay. Đi màn 99 rồi các bạn. Hồi đó mỗi lần mà chơi Roblox là mình hay chơi mấy cái trò giống như vậy lắm. Nhảy nhảy té té, nhảy nhảy té té. Ok, đi tới màn thứ 100, được phân nửa chặng đường rồi. Bon thì bây giờ tới màn 91 mấy bạn à. Bon có những cái chết quá sẵn. Nhảy qua thôi, bất kỳ đụng không chết. Cái này không được đụng cái màu đỏ. Ớ dễ. Rồi, Ni sắp là chùm bắt cua rồi. Lụm, 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 trời. Thằng Bon nó đi qua cái rương mà nó không thèm lụm luôn các bạn. Giống như là nó chơi ạt mình, nó không thèm lụm tiền cho mình vậy. Trời ơi, tự nhiên nhảy ra ngoài vậy, nhảy xéo xéo, đúng rồi. Bon có những cái chết mà mình không hiểu nổi luôn các bạn à. Những cái pha nhảy rất là dễ. Rồi, không chạm màu đỏ. Đó, 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 đó. Trời ơi, lụm tiền. Yes. Nhìn Bon nhảy mà mình tức luôn á các bạn. Rồi, cái này em chỉ nhảy thôi. Nó nhỏ lắm. Ừ, đúng rồi, đó. Đó, 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 đó. Đó, đó, đó. Bon màn 107 rồi các bạn à. Ni 114. Ni đang vượt xa Bon 7 màn. Ok, hiện tại là Ni dòng thứ 127 rồi các bạn. Bon hả? Bon 119. Ờ, Ni dòng 132. Cố lên Bon ơi. Cố lên. Em không để nào thua Ni được. Trời ơi, chán bạn tôi quá. Cần về nhận quà anh xuống. Cần về nhận quà anh xuống. Nhấn, 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 nhấn. Kinh nịch. Kinh nịch. Nó không thèm nhận quà cho mình luôn các bạn ơi. Quá buồn cho anh em này. Ồ, Ni dòng 135 rồi. Cố lên, cố lên. Đặt điên rồi. Ồ, các bạn ơi, bây giờ mình phát hiện ra Ni đang đứng top 5 các bạn à. Ni đang đứng top 5 của cái game này.
và Bon đang đứng top 6. Ấn không ăn chú. Ai đó không ăn? Không ăn. Nó tập trung vô. Tao quên đâu ạ? Trời tốt chứ kia lắm rồi. Mi đang nhìn lại chọc quê Bon đó bạn à. Lấm 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 lấm. Chị. Trời ơi, không thèm lụm tiền luôn bạn. Tụi này chơi mà chê tiền quá. Xin đi em fan chị. Trời ơi, bạn fan kêu kìa, không trả lời đi, cảm ơn em. Ủa chị xin đi. Có à, Ni đang kêu một bạn fan cố lên. Hiện tại là do Ni chơi nick của chị Cindy nên mấy bạn fan tưởng là Cindy. Chết đâu. Ghê. VIP Pro, rồi VIP Pro vòng 160 rồi bạn. Cái gì chẳng lẽ cái điện thoại của chú không bao giờ ăn. Thôi, thắng bại tại kỹ năng. Đừng đổ thừa tại điện thoại. Nhảy. Hiện tại là Ni vòng thứ 178 rồi các bạn à. Vòng 181, wow, Ni đang đứng top 3 các bạn à. Cái này anh phải im nha, không được nói à. Cái này rất là mình sẽ tập trung. Im nha, không được nói. Im. Rất nhiều người chọn hai cái lỗ kìa. Anh hiểu không? Không. Rất nhiều người chọn hai cái lỗ này. Trời nhìn giữa hai màu sắc người ta cũng biết luôn á. Sao biết được? Sống được. Nhìn nha. Màu xanh là an toàn, màu đỏ là nguy hiểm, màu vàng là vừa vừa, màu vàng là sắc nguy hiểm. Shut down. Cứu mình. Ê. Rồi đi té hoài luôn. 39 phút trôi qua rồi. Té. À. Rồi, Bon đang gần đi lắm rồi. Còn 2 mét nữa thôi. Rồi, đi tới vòng 189 rồi. Con lập rồi nào, Bon ơi, dí theo đi. 190 rồi. Một trăm chín mươi mốt. Ghê. Ok, cố lên Bon. Bon 192 rồi bạn à. Ghê vậy. Ghê. Anh chút. Đâu, Ni nó còn một nấc cuối cùng là nó chiến thắng. Quên đi. Rồi, nó đợi em đó. Không cần, chém chém. Wow. Đợi lớp chấm chín rồi mới nhảy. Nè khúc này tới hồi Ni nhảy không ngoại chết à. Không chết đâu, nghĩ xem rồi. Giờ tới nhau. Ê khoan, từ để chụp màn hình cái. Để chụp màn hình, chụp màn hình. Ê bút thì cần đó. Ừ. Rồi quá. Tới, chụp màn hình. Nó rớt á. Chơi mà chơi sợ. Trời bút đó. Từ từ, bà tớn đi chụp hình đã. Tới rồi. Chụp hình làm thấm neo, chụp hình thấm neo. Trời ơi, Bon yeah. 1.9 biết à. Bon vòng 199 luôn rồi các bạn ơi. Đô, hoàn thành. Ok các bạn ơi, vậy là chúng ta tìm được người chiến thắng rồi. Là Ni. Và phần thưởng 1 triệu đồng sẽ thuộc về Ni. Đây là phần thưởng cho Ni. Ok các bạn ơi, vậy là sau 45 phút thì cuối cùng Ni đã hoàn thành và là người chiến thắng của cái thử thách lần này. Và hy vọng là các bạn thích video clip này. Đừng quên like thiệt là nhiều để ủng hộ cho tụi mình. Và có những cái thử thách gì tiếp theo comment bên dưới cho tụi mình biết nha. Và bây giờ thì bye bye, see ya.